Vâng, con nhớ rồi thưa mẹ. Ta đây sắc sông,
vệ gia đình của ta. Ôi không, không. Đây giao chiến. Đừng lo lắng. Thật vui vì cậu không trở thành xác sống. Gia đình thật đoàn kết. Đi ngủ sớm đi các con, ngày mai phải đến trường đấy. Cậu muốn chơi cả ngày mà không ngủ sao? Chơi nhé. Một thế giới không cần phải đắp chăn đi ngủ, mình sẽ vui chơi cả đêm. Mình sẽ cùng đi dạo và ăn bim bim nào. Ôi thật vui quá đi thôi. Mình thấy sao không ổn, thấy sao không ổn. Mình muốn nhắm mắt ngủ ngay. Mình thấy thật mệt mỏi, chẳng hay chút nào. Phải đi ngủ ngay lúc này. Trên bầu trời thị trấn vào hôm qua, theo dự đoán nó có thể là phi thuyền của người ngoài hành tinh. Ôi sợ quá, có khi nào họ sẽ tới và bắt chúng ta không? Em muốn gặp người ngoài hành tinh, chắc họ sẽ rất thú vị đấy. Ở không gian ngoài kia ai biết được, biết đâu họ bắt chúng ta đi. Lạc qua đi ôi trông lạc qua, mình không biết đó là ai hết. Có lẽ đó là người ngoài hành tinh, con tàu vũ trụ trông rất bí ẩn. Ôi không đừng lo, không đang sợ đâu, alien là bạn ta. Mẹ ơi, người ngoài hành tinh ăn mất bánh rồi. Chắc con đói quá nên nhìn nhầm đấy thôi. Anh đã nhìn thấy chính là họ, trông rất xanh xao. Đừng phán xét chưa khi hiểu rõ, họ biết đâu không phải người xấu. Có lẽ đó là người ngoài hành tinh, con tàu vũ trụ trông rất bí ẩn. Ôi không đừng lo, không đang sợ đâu, alien là bạn ta. Sửa mái nhà và suýt ngã, thật may là alien đã cứu bố.
cảm ơn bạn Alien. Xin lỗi Waffle. Em có thể làm được mà. Mọi người rất yêu quý cô Cát và muốn giống như cô ấy. Tớ sẽ giúp cậu trở thành cô Cát trong một ngày. Trở thành một giáo viên. Tớ sẽ giúp cậu trở lại. Em sẽ cố gắng học tập để có thể trở thành một giáo viên giỏi. Mẹ phải đi thăm bà ngoại. Con ở nhà đừng mở cửa cho người lạ nhé. Ở nhà một mình chán lắm. Con có thể rủ Cát và Pando qua chơi không ạ? Được rồi, nhưng con phải nhớ nếu đó là thỏ, hãy kiểm tra tai. Nếu đó là nai, hãy kiểm tra gạc nhé. Ra chơi với nhau. Tớ là thỏ, bạn yêu dấu hơi. Hãy mở cửa ra đi. Cùng nhau ta sẽ chơi vui nhé bạn hiền. Bạn thật sự là thỏ sao? Cho mình xem tay. Để mình xem chút nha. Ôi bạn chẳng phải thỏ con đâu. Đang định lừa tôi đây. Ồ tôi sẽ không mở cửa cho bạn. Bọn mình ra chơi với nhau. Tớ nai này, bạn yêu dấu hơi. Hãy mở cửa ra đi. Cùng nhau ta sẽ chơi vui nhé bạn hiền. Bạn thật sự là nai sao? Cả của bạn đâu? Để mình xem chút nha. Ôi bạn chẳng phải là nai đâu. Đang định lừa tôi đây. Ô tôi sẽ không mở cửa cho bạn. Oh.
mình xem gạc đi. Đi, rồi bọn mình ra chơi với nhau. Tơ trâu này bạn yêu dâu hơi, hay mở cửa ra đi. Cùng nhau ta sẽ chơi vui nhé bạn hiền. Bạn thật sự là trâu sao, xứng của bạn đâu. Để mình xem chút nha. Yeah! Ôi đúng rồi là xứng trâu kia. Đúng là bạn thật rồi. Chờ nhé tôi sẽ mở cửa cho bạn. Rồi, ta không phải trâu, ta là tê giác. Ôi người lạ, phải làm sao đây? Hãy cùng đi chỗ trốn, đừng để một ai trông thấy tai. Ôi người lạ, phải làm sao đây? Hãy cùng tìm chỗ trốn và nhớ không cho ai trông thấy tai bạn. Cẩn thận đừng để hắn thấy, đừng để lộ tai. Cẩn thận trốn kỹ nha. Hãy cẩn thận ơi nhớ nhé, không được để mắc bẫy và nhớ không mở cửa cho người lạ. Các con đừng mở cửa cho người lạ nhé. Vâng vâng vâng. À. Oh. Trở thành người lớn, khi đó mình có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Cậu có chắc không? Trở thành người lớn chưa chắc đã tốt cho cậu đâu. Ấy liền, cứ đổi vai cho bác với Woofu đi. Dạ vâng ạ. À. Yeah. Mình chỉ muốn lớn thật là nhanh, làm một người trung thành. Để được làm mọi thứ mình cần, thật thú vị. Mình chỉ muốn lớn thật là nhanh, làm một người trưởng thành. Để được làm mọi thứ mình cần, vui qua đi. Một người lớn không được làm thế, đừng như vậy. Hay là một người lớn chăm lo cho em bé nào. Một người lớn không được làm thế, chưa? Dạ vâng thưa bố, con đã hiểu ạ. Này, chúng ta có thể chơi trốn tìm ở đây không? Yeah. Được rồi, tớ bắt đầu nhé. Cùng chơi một, trốn tìm
không đùa nghịch ở nơi không nên chơi. Không 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 nên ở lại, không chơi những nơi mà không an toàn. Ôi không, chúng ta cần tìm Pando. Hãy tìm Pando nào. Cho tìm đi, cùng chơi nào. Thật là vui, rất là vui. Cùng chơi cho tìm đi, đi trốn thôi. Hooray, vui thật là vui. Không không, mau mau dừng lại nào. Không đùa nghịch ở nơi không nên chơi. Không không, không nên ở lại, không chơi những nơi mà không an toàn. Chúng cháu nhớ rồi ạ. Tốt lắm các cháu. Hãy chú ý nhìn nhà, hãy nhớ rằng ở đây không an toàn đâu. Hãy chú ý nhìn nhà, luôn nhớ nhà. Dừng lại nào, không đùa nghịch ở nơi không nên chơi. Không không, không nên ở lại, không chơi những nơi mà không an toàn. Cảm ơn các cháu. Ha ha ha!
Không gian là nơi không cố lên hoặc xuống, chỉ có khả năng bay xa. Đó được gọi là không trọng lượng hoặc nổi trong không gian. Bay lên các ngôi sao hooray, tàu không gian dẫn ta đi hooray. Hành tinh xa trái đất và không gian ta đứng. Ôi khắp xung quanh bơi theo mình. Nơi đây nước bay như hạt mưa. Cùng vô vui với Lucy đùa chơi. Nào ta vui uống hòa trong câu hát. Ôi nước xung quanh bơi theo mình. Bắt đầu bắt nào bay nào chơi nào. Chúng ta cùng chơi bóng chuyền trong không gian đi. Chân hooray, không gian dẫn ta đi hooray. Chụp bánh cho nhau nhé, cùng vui chơi thỏa thích. Tay nắm tay bay trong thiên hà, bắt đầu bắt nào bay nào chơi nào. Nhìn kia, một ngôi sao băng. Sao băng chớp qua mây sao, đẹp lung linh trái tim ta thuộc vàng. Sao đêm lại